Sáng tốt lành anh Khanh. Dạ, chào. Rồi sao hồi tới hôm qua ngủ được không? Ngủ ngon. Ngủ ngon không? Mấy cái nãy cái kìa. Rồi sáng gì chưa hả? Chưa. Rồi một chút anh em mình đi ăn sáng ha. Dạ. Ăn sáng rồi đi làm. Bữa nay là không có mua đồ cho giống như hôm qua để mua ổ bánh mì rồi để ăn ruột bỏ ở đâu? Không, không có mua. Bữa nay là đi vô ăn luôn đi. Dạ. Ăn bún rồi là ăn gì đó đi. Dạ. Rồi bắt đầu đi làm. Rồi hôm qua công việc làm gì đó rồi có quệ quải cho người không? Không, nó chỉ có cái nắng thôi à. Còn mệt thì nó không có mệt. Chỉ có nắng thôi ha. Chỉ có nắng à. Rồi không ngủ ở đêm thì mình nghĩa là lâu rồi anh không có lao động á. Ừ. Thì hôm qua thì cũng lao động, nó có bị sổ tay, sổ chân gì không? Thì nó mệt mỏi thôi chứ không có gì hết. À mệt mỏi thôi ha. À. Rồi sáng thì thức lên thì xúc miệng chuẩn bị đi làm hay sao? Đó. Vẫn tiếp tục ha. Rồi. Ok, hay tốt làm rồi đó. Dạ. Như vậy là mình đã được thành công rồi đó nha, nhưng mà chưa đâu, chưa được thành công đâu. Chừng nào mà anh làm như vậy từ từ cái bắt đầu quen với môi trường mình lao động lại á, thì lúc đó là mình ok rồi đó. Dạ. Thì sao thấy khả năng mình làm là ok phải không? Ok rồi, không có gì sa sút á. À, đó sao anh thấy mình đi làm rồi được vui vẻ á. Gặp đồng nghiệp và nói chuyện cười giỡn luôn này kia. Chưa đâu, tới từng mà có lương kìa. Có lương kìa, bắt đầu là anh nhận tiền mới vui nữa. Nhận tiền nhưng mà chỉ cho anh nhìn thấy là số tiền vậy thôi, nhưng mà cũng không có đưa cho anh giữ đâu. Rồi hiểu mà. Vậy hôm bữa nó sao giờ vẫn như vậy mà. Nhưng mà vẫn cho anh biết là số tiền anh làm nó được bao nhiêu gì đó. Ha. Rồi. Thế chừng mà anh cầm được đồng tiền mà bằng chính sức lực của mình, bằng mồ hôi của mình để làm ra được đồng tiền đó đó. Dạ. Cái mình cầm đồng tiền đó là anh cảm thấy anh sướng đó. Vui. Nó sướng rồi nó đúng vui đó. Công sức của mình bỏ ra mà. Phải vui chứ. Đúng rồi. Rồi từng nữa, cái chừng mà anh cầm đồng tiền mà anh làm ra, tự bản thân mình làm ra nghe, bằng mồ hôi, bằng công sức của mình á, mình xài lúc đó là anh thấy đồng tiền có giá trị rất là lớn. Đúng rồi. Có giá trị. Mình quý trọng luôn. Mình biết chọn đồng tiền mình tạo ra. Yeah. Nó là như vậy. Thì thôi cũng rồi đồ đạc anh chuẩn bị làm là quần áo nào ở đây hả? Đây nè. Quần áo này ha. Rồi nón với đồ là để đồ làm thì không họ để chỗ công trình hôm qua phải không? Để mà. Rồi phích nước mình đâu? Thôi khỏi nước đâu. Ngoại có nước là người ta làm cho uống. À ngoại có nước rồi người ta làm cho uống hả? Dạ. Yeah. Mà em thấy là đó nguyên vườn dừa mà uống thì có dừa là uống luôn hay sao? chưa uống cái nào hết. Chưa uống cái nào hết. Chứ đừng có giống như em nghe cái tin tức ở đâu cứ đi làm hộ trong vườn dừa đó. Yeah. Rồi cái dừa lùng lùng của anh Khanh. Yeah. Rồi bắt đầu chủ nhà ra nói là dừa đó có con mấy con cứ uống này, cứ hái uống đi. Yeah. Rồi xong rồi vỏ đừng có giục nghe. Yeah. Để úp chỗ gốc cho cô để cô làm củi hay làm gì đó. Yeah. Rồi xong rồi tới từng bắt đầu là đếm đỏ tính tiền. Có mà có cái trường hợp kiểu đó thì thua luôn à. Thì thôi bây giờ là 6 giờ mấy phải không? 6 giờ mấy à. Mình 7 giờ mình vô làm. 7 giờ làm. Rồi cứ nghĩa là mình tranh thủ đi ăn uống vào khoảng 6 giờ 45 hoặc 6 giờ rưỡi mình có mặt ở đó. Ha. Để mình còn cho thầu lại gặp mình để phân bố công việc để mình làm hôm nay làm gì. Thì hôm qua công việc cái đó thì cũng chắc anh cũng biết là ngày hôm nay mình làm gì phải không? Biết. Thí dụ ngày hôm nay mình làm gì? Ngày hôm nay đổ tiếp. Đổ tiếp còn bao nhiêu cột? Còn tổng cộng 11 cây nữa. Tổng cộng 11 cây nè. 11 cây đó thì em nghĩ bây giờ là học mình đã gáp xong phải không? Gáp chưa đủ. Chưa đủ. Hết dán rồi. Thì bữa nay mình đi mình tháo cái dán hôm qua đó mình làm. Chỉ tháo được bên hông là tháo được bên miếng nè. Còn bên chính giữa đó này kia mình chưa tháo nó được. Tại mình tháo nó sao bể cột rồi đó. Nó 1-2 ngày mới tháo. Rồi đổ mười mấy, còn mấy mấy cột nói nãy còn mười mấy cột. 11 cây nữa. 11 cây nữa thì khoảng nửa buổi chắc mình đổ xong rồi. Xong. Rồi còn nửa buổi kênh biết làm gì nữa không? Chưa biết nữa. Cũng chưa biết làm gì ha. Ừ. Thì thầu xuống phân bố như mình là nửa buổi mình đổ cái đó rồi. Còn nửa buổi thì mình làm những công việc tiếp theo. Dạ. Thì mình tranh thủ mình đi sớm. Rồi. Thì nói chung là anh em đồng nghiệp làm chung thì thấy mấy chú cũng dễ thương lắm. À. Cũng mình hiền. Đồ cười giỡn. Qua về mà chú gì chủ nhà đó
ở lại nhậu chút về thôi, không được đâu. Biết từ cháu rượu hả anh? Ok, vậy là tốt đó. À, lúc đầu vô ngày hôm qua vô là lúc ăn cơm á, là rồi bà cơ bà tính rót rượu qua cho rồi. Ừ. À, nghe bên đây nói nè, không được, không dám rót rượu ra chủ một chút gì đó, không được đâu. À, không, không muốn đâu. Chỉ coi đi làm gì là chắc chiều á, về ăn cơm rồi làm xị thôi, còn ngoài ra từ sáng tới không, công việc nào là vẫn làm, không có uống nha. Làm không, không bao giờ uống đâu. Ừ, anh biết, anh cũng biết như vậy là cũng tốt, em cũng mừng. Ừ. Mà anh cũng phải biết được là hiện tại mình đang ở cuộc sống gì ha. Rồi. Nên những rượu chè đó mình hạn chế được thì em cũng rất là mừng. Hạn chế chút đỉnh thôi. Ừ. Hạn chế luôn đi rồi chiều há uống. Chiều lại làm xị rồi ăn cơm rồi ngủ. Đi làm mà không có uống. Ừ. Làm cho ra việc cho người ta. Ừ. Rồi anh biết rồi, công việc mình đang kiếm rất là khó khăn để mình kiếm được việc làm. Rồi mà tự nhiên đang làm nhắc chưa cái mình uống rượu vô rồi bắt đầu mình... Mình nó bể hoại lắm, chứ nữa. Rồi làm không được việc thì bắt đầu lúc đó người ta nói này nó nọ công, thấy không? Đúng rồi. Người ta đuổi mình là mình mất việc đó đó. Đúng, ta đuổi mình mất mặt với người ta rồi không có việc làm nữa. Ừ. Thì mình phải cố gắng lên. Rồi. Rồi bữa nay em cũng xin một chút nữa em chở anh đi hoặc là anh Hai Dịch. Bữa nay là anh Hai Dịch chở anh đi á. Rồi. Chờ anh đi công trình để làm đó. Rồi khoảng trưa 9 giờ hoặc 10 giờ em mới chạy vô. Dạ. Chạy vô rồi em chở anh đi về ha. Dạ. Còn thôi thì em cũng nhờ Hai Dịch chở đi về luôn cũng được, không sao. Dạ. Thì cũng như công việc với anh làm bên với cô chú đó thì cũng quen rồi. Quen rồi. Không phải lạ, nhưng ngày hôm qua lạ thì em mới sợ anh lạ rồi ngại này nọ. Vui vẻ lắm. Ừ. Rồi còn thí dụ như ở đó chủ nhà nó nấu cơm cho mình ăn cơm trưa luôn hay sao? Thì ngày hôm qua kêu ăn, kêu ăn đó. Rồi tất cả đều ăn ở đó hả? Ăn đó, ở đó có người dở cơm theo. À, có người dở cơm theo, có người thì... Ăn ở đó. Vậy là... Ta ăn là ăn. Vậy là chú kia là dở cơm theo phải không? Dạ. Yeah. Vậy là còn anh thì thôi bây giờ trưa mình đi trở về nhà mình ăn cơm đi. Ừ, sao cũng được. Ừ, yeah. Trưa mình về nhà mình ăn cơm đi, chưa... Tưởng đâu là nấu ăn hết, ai ngờ đâu là người ta chỉ nấu... Không, chủ nhà người ta ăn thôi à. Ờ, vậy thôi mình chưa để em kêu Hai Dịch tranh thủ lại chở anh về nhà ăn cơm đi. Dạ. Bữa nay là 2 giờ Hai Dịch là sẽ chở anh đi tới đi lui đó, để đi làm rồi đi về luôn đó nha. Dạ. Rồi em nói em cũng xin nhắc nhở anh cái này nha. Thí dụ như chắc trưa mà mình làm nắng quá, rồi mình về nhà đi á. Về nhà đi là phải ăn cơm nha, cơm là phải ăn, ăn nhiều vô. Dạ. Cái gì đâu mà anh ăn cơm vậy như mèo liếm, ăn con chén thì chết rồi. Cái gì mình lao động mình sức lực đâu phải có ăn cho nhiều mình cũng mới có sức mình làm. Đúng rồi. Rồi cái thí dụ ăn ít rồi sức khỏe đâu mà làm. Ừ. Rồi bắt đầu cái không có sức khỏe cứ gắng rồi chịu đừng không nổi cái xỉu mất công nữa, rồi lúc đó xảy ra những nó còn tệ hại hơn nữa. Đúng rồi. Cái miếng ăn miếng uống nó không có là cái gì đâu, không có tới đâu đâu, mình cố gắng mình ăn đi. Dạ. Thí dụ trưa mà cảm thấy ăn không nổi đó thì tới chừng mình vô làm đó, cái bắt đầu đói quá thì nói với chủ nhà, nói với chủ nhà là chủ nhà ơi, cho tôi xin chén cơm tôi đói để tôi ăn tôi có sức, chứ đừng có gắng gượng rồi xỉu bất tử đó, nghe ông nội. Rồi biết rồi. Nói vậy là nhớ chưa? Nhớ rồi. Nói chung là đừng có ngại vậy chứ, vì sức khỏe, vì mình đừng có ngại nên chén cơm đó, không lẽ người ta không cho mình. Rồi. Thí dụ đói quá thì chắc chưa nắng quá vì lại vì làm về rồi mệt quá ăn vô đó, rồi bắt đầu đi làm vậy đó, rồi bắt đầu đói quá thì nói chủ nhà cho tôi chén cơm, cho tôi xin chén cơm tôi đói chưa gì nhà ăn cơm không được gì đó. Ừ. Thì người ta cũng sẽ cho bữa cho rồi ăn rồi xong rồi há làm tiếp. Rồi. Chứ đừng có ăn không vô bắt đầu đi làm rồi đói rồi gắng gượng rồi xỉu đó. Đúng rồi. Rồi xỉu đó là em phải vất vả nữa đó, không phải đơn giản đâu. Dạ. Thấy không? Dạ. Cứ tự nhiên đừng có ngại, anh mà ngại là hại bao tử đó. Ừ, ngại bản thân mình. Đúng rồi đó, rồi làm khổ em nữa đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì như vậy đi, em dặn vậy nha, rồi làm á, thí dụ như rồi. Dạ. Đừng, em cũng nói với thầu không có leo cao nha. Dạ. Anh thì bị cái vực đó leo cao lỡ vực bất tử có khó nữa. Dạ. Khổ nữa. Dạ. Đừng có leo cao, làm ở dưới thôi. Dạ, hiểu. Người công việc ở dưới đó cho mình làm, cảm thấy mình làm cái gì được thì mình cứ làm ha. Ừ. Nói chung là mình làm không được nặng hoài như người ta thì mình làm cho nhiều công việc cho nhiệt tình vô. Đúng rồi. Thì cũng như cô chú anh chị cộng đồng mạng nói là người ta giác đá giác cát rồi
này nọ, còn anh Thanh cầm bay múa múa ừ, là xong một ngày công. Cũng kính thưa cô chú anh chị cộng đồng mạng, cái công việc phân bố trong thầu phân bố ra là nó có từng người để làm, thợ khác, phụ khác. Như anh Khanh đây là thợ thì anh Khanh phải có trách nhiệm là đổ bê tông làm sao không cho nó bị lỗ, hoặc là cho bê tông nó phải hoàn chỉnh, chứ không để mà bê tông mà đổ thiếu hụt hơn, hoặc là nó không đủ hồ hay là không đủ chất lượng. Đó là trách nhiệm của anh Khanh. Anh Khanh đã là một người thợ, còn những người mà gọi là giác đá hoặc là cát gì đó là phụ. Nên cô chú anh chị cộng đồng mạng, chứ không phải là ai cũng được để mà cầm bay rồi đứng như vậy được. Tại vì mình đã là người thợ, mình đã từng trải qua những cái vấn đề gọi là đi giác cát, giác đá để mà trộn hồ để cho thợ làm rồi đó. Đã làm hết rồi đó, mình đã từng trải qua rồi thì mình mới được lên cầm bay. Lúc đó mình đã biết cái công việc nó như thế nào. Chứ không phải là như cô chú anh chị cộng đồng mạng nhìn thấy anh Khanh chỉ đi cầm bay rồi chép chép chay chay rồi xong rồi là được ngoài công. Không phải là như vậy nha. Tại vì trong công trình thì thầu đã phân bố công việc, mỗi người đều có một việc đó, cho là cụ thể em điểm hết trơn rồi. Chứ không phải là như cô chú anh chị nhìn thấy trên video mà Cường Phi đã quay lên đâu nè cô chú anh chị. Rồi anh Khanh nè, ngày hôm nay là ngày thứ hai mình đi làm đúng không? Đúng rồi. Rồi hôm nay thứ ba làm 2 ngày, hôm nay nó là được 2 ngày. Hôm nay nó là được 2 ngày ha. Đúng. Thì hôm nay là ngày thứ ba, hôm qua thì mình làm ngày thứ hai. Thì theo anh biết tâm làm không nghỉ luôn hay sao? Không, làm suốt luôn đó, làm xong nhà thôi. Làm xong nhà thôi ha. Có gì thì làm chỗ khác chứ. Về cái khuôn mặt anh có đẩy đỡ chưa? Đỡ rồi. Khô chưa? Khô. Êm rồi đó. Rồi coi trưa nay chắc em phải chạy đi mua đồ cho anh, mua đồ thêm cho anh. Mua quần áo dài bộ cho anh thay, đi mua thêm mấy cái áo thun mà mỏng mỏng tay dài đó. Mặc cho nó mát. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi thì con cũng bye bye khán giả để lên đường đi làm đi. Xin chào bye bye với khán giả, em lên đường em làm. Rồi. Cảm ơn.